Những chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2023 vẫn còn không ít tại đại lý, mặc dù hiện tại đã là cuối tháng 2. Chính vì thế, các chương trình giảm giá hấp dẫn đang được các đại lý tích cực tung ra nhằm giải phóng những chiếc xe còn tồn này. Theo khảo sát tại đại lý Hyundai ở tỉnh Hòa Bình, Phiên bản Hyundai Accent MT tiêu chuẩn số VIN 2023 hiện tại đang được giảm giá 49 triệu so, với mức nghiêm yết chỉ còn 377 triệu. Trong khi đó, phiên bản AT cũng được giảm giá 52 triệu về mức 420 triệu. Phiên bản AT và AT đặc biệt cũng được giảm tương ứng 39 triệu và 40 triệu lần lượt chỉ còn 462 triệu và 502 triệu. Trong khi đó, đại lý Hyundai tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh lại đang chạy chương trình tặng 100% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi đến 45 triệu cho các khách hàng mua Ersen sản xuất năm 2023. Đồng thời, khách hàng mua X còn được các đại lý tặng kèm gói phụ kiện chính hãng. Như vậy, so với các phiên bản cao cấp của Kia Morning một mẫu xe thuộc phân khúc hạng A, thì phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Ersen sản xuất năm 2023 thậm chí còn rẻ hơn. Trang bị cũng như thiết kế của Hyundai Ersen, có số VIN 2023 không khác biệt gì so với xe sản xuất năm 2024. Tuy nhiên, khi người dùng có nhu cầu bán lại xe, thì xe 2023 sẽ mất giá hơn so với xe 2024. Nhờ giá bán hấp dẫn, Hyundai Accent vẫn được rất nhiều khách hàng Việt ưa chuộng, mặc dù đã lâu không được nâng cấp về thiết kế hay trang bị. Mẫu xe này thậm chí đánh bại cả Toyota Vios, để chiếm lĩnh ngôi vị vua doanh số trong phân khúc xe cỡ B với 17.452 xe bán được. Nếu tính tất cả các phân khúc, doanh số của Accent cũng chỉ xếp sau Mitsubishi Spander và đứng thứ hai toàn thị trường Việt Nam sang tới tháng 1, tuy doanh số đã giảm tới 48% so với tháng 12, nhưng Ersen, với 916 xe bán được vẫn tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe đen cỡ B. Ngoài giá bán dễ tiếp cận, Hyundai Ersen còn có ưu điểm là thiết kế khá nịnh mắt, thời trang cùng với trang bị đủ dùng. Những trang bị đáng chú ý trên mẫu xe đen cỡ B này có thể kể tới tính năng khởi động, từ xa, đèn pha tự động, cốp sau điều khiển thông minh, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, điều hòa tự động, 6 loa, màn hình giải trí 8 in. Sức mạnh của Hyundai Accent tới từ khối động cơ xăng Kappa 1.4 lít được ghép nối với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp.